Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Nhân Đất Việt Nam, đó là Nhân Viên Chuyên Đồ Công Ty. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu công tắc hành trình HIM907. Thì đây mình đang nấu cái công tắc này với cái đèn led bên dưới đó, cái đế đèn led mica thôi. Rồi con này thì nó chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng mà được một cái con này mình có thể tùy chỉnh được cái cần này của nó. Rồi chắc mình sẽ ấn nút đây ra, đẩy lên vị trí chịu hết, muốn tác động gì đó mình đẩy tới vị trí cần dừng lại, dù mình đẩy nó ra đi, xong mình xiết cái lại, đó, vậy là mình sẽ tác động xe lên, không có thì mình cần ngắn lại để mình dặn một túm xuống, đó, dặn một túm xuống, xong mình xiết lại, giờ còn đi cảm thấy dướng díu thì lấy cưa cắt bớt. Đặc biệt của những cái con dòng mà HIM 900 này á, thì nó rất là mềm, độ mềm của nó theo như thông số ghi là hơn 10 rồi. Và nếu các bạn có nhu cầu mua hàng cũng như là biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng liên hệ công ty Hàng Nhái Việt Nam hoặc là hệ thống đại lý công ty. Xin chào và hẹn gặp lại.